bộ đồ chơi trẻ em đa năng Elmax siêu hot. Tích hợp 5 tính năng nổi bật bao gồm bóng rổ, bóng đá, chơi gốc, ném vòng, âm nhạc thiếu nhi, mang lại những trải nghiệm thể thao thú vị, định hình tương lai cho bé. Với thiết kế cải tiến linh hoạt, bộ đồ chơi đa năng có thể thay đổi chiều cao khung bóng rổ với 9 nấc linh hoạt, phù hợp với nhiều lứa tuổi, cùng bé lớn lên mỗi ngày. Với trọng lượng nhẹ và thiết kế gọn gàng, bộ đồ chơi trẻ em 5 trong 1 có thể dễ dàng di chuyển đến nhiều nơi vui chơi khác nhau mà không lo tốn quá nhiều không gian. Đặc biệt, ba mẹ có thể thêm nước hoặc cát vào phần dưới chân để tăng trọng lượng, giúp cố định bộ đồ chơi không lo lật ngã cho con vui chơi thoải mái. Tính năng đa dạng, lợi ích tối ưu, bộ đồ chơi đa năng 5 trong 1 cùng con yêu phát triển toàn diện. Đã có hơn 5.000 phụ huynh tin tưởng lựa chọn sản phẩm của Elmax. Khi mua bộ đồ chơi đa năng 5 trong 1, quý khách hàng còn được tặng kèm các phụ kiện vui chơi cho bé như bóng rổ, bóng đá, bóng gôn, gậy gôn, ba vòng, lưới bóng rổ, bóng đá và sticker cực kỳ dễ thương. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay để lại thông tin số điện thoại để Elmax liên hệ tư vấn ngay.